Anh sắp giới thiệu cho anh em Hai Bánh một con xe nửa tỷ. Wow. Và tại sao thì nó lại có giá trị cao đến như vậy? Anh em phải hiểu một điều là nó không nằm ở mức tiền bạc mà chúng ta đưa ra, mà nó nằm ở giá trị sưu tầm. Và ngoài ra thì nếu mà anh em chúng ta nhìn biết được cái mẫu xe này thì chúng ta sẽ biết được ngày xưa chúng ta muốn sở hữu con xe này chúng ta phải ngốn gần mấy chục cây vàng. Và tính thời điểm hiện tại thì với số lượng vàng như vậy chúng ta đã có thể mua được một con phân khối lớn 1.000 phân khối. Và các bạn biết được là ngày thí sinh ngày hôm nay thì chúng ta đã xuất hiện và đây là mẫu Suzuki Sport. Và Phương nhận được rất là nhiều những cái lời gọi như là yêu cầu của anh em. Anh ơi, sao anh làm về da Z rất là nhiều, anh làm về Sonic, về Sachia, về rất là nhiều xe mà em chưa thấy anh làm về Sport. Thì ngày hôm nay có rồi đây, một chiếc Sport nguyên bản nhưng mà trang bị rất là nhiều đồ chơi. Và để sở hữu con xe này, một con xe cọp mà anh em tìm hiểu trên mạng thì chúng ta có sẽ mức giá rơi vào khoảng 1 tỷ đồng. Nói đến đây thì anh em nói là ừ, chắc là anh Phương bốc khoát quá, một chiếc Sport nhưng mà cái cả tỷ đồng. Đó là đối với những dòng xe gọi như xe cọp chưa lăn bánh. Nhưng mà ngày hôm nay á, cái chiếc Sport này thì nó thuộc sở hữu của anh Luân. Và tổng thể đồ chơi con xe này đều được lựa chọn và được thực hiện ở workshop Thiện TBT. Phương và Hai Bánh thật sự rất là cảm ơn anh Thiện đã cho Phương và có cơ hội để chiêm ngưỡng con xe này cũng như là mang đến cho anh em những cái chi tiết trên xe. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thử coi một chiếc Suzuki Sport được trang bị đồ chơi thì gần giá nửa tỷ nó sẽ trông như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bạn ha. Suzuki Sport thì nó có rất là nhiều đời các bạn ha, và nó có rất là nhiều phiên bản, nó có cả Suzuki Sport cho nữ nữa. Và cái mẫu ngày hôm nay mà Phương mang đến đó là nó thuộc sở hữu cái dàn áo năm khoảng 98-99. Và bước sang năm 2000 thì nó sẽ có cái thiết kế đầu đằng trước nó hơi dẹp một chút xíu. Ở đây thì Phương chỉ chia sẻ những cái phiên bản mà Phương biết thôi, về đời 2000 từ 2001 tới 2003 rồi nó sẽ khác áo chút xíu, và từ 2003 tới 2006 gần như cái mẫu xe này không còn sản xuất nữa. Không còn sản xuất bởi vì nó không còn đủ đáp ứng cái tiêu chuẩn khí thải nữa. Và cái dòng hai thì các bạn biết được rõ ràng rồi. Một cái mẫu xe mà có thể nói là giấy tờ đàng hoàng thì sẽ không bao giờ dưới 100 triệu. Đó là những cái tìm hiểu của Phương về cái dòng xe này. Và thật sự thì ngày xưa cũng có cơ hội để mà sở hữu con xe này, thì Phương cũng phải bỏ một số tiền khoảng 115 triệu cho một con xe. Và để dọn con xe Sport thì nó rất là tốn kém ha. Ở đây thì các bạn thấy nhìn sơ qua được cái dàn áo thì Phương muốn chia sẻ với cái đời của con xe này trước. Cái thứ hai nữa là bây giờ Phương muốn để cho anh em chúng ta nghe thử cái âm thanh của Sport, coi là nó khác với lại cái dòng xe thường như thế nào, có khác với Z hay không. Cái dòng này thì chúng ta không có đề nha các bạn, tất cả đều đạp hết. Một ngàn lời em nói không bằng một tiếng khối Sport là vậy á. À, rất là dứt khoát, một đập là rất là dép là nổ máy. Bồ rất là giòn luôn, các bạn có thể thấy được là thật sự thì cái con xe này nó không có nhiều khối như anh em đã nghĩ đâu. Đó, chỉ khi nào chúng ta nẹt lên thì mới thấy khối rõ thôi, chứ để găng ti thì nó cũng rất là êm luôn á. Nghe tiếng bồ rất là đã. Và đó là lý do tại sao mà những người nào chúng ta mê hai thì thường là những người mà rất là có máu me tốc độ ha. Ok, để các bạn đã nghe được âm thanh của bồ hai thì rồi chứ gì. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thử coi cái những cái món đồ chơi thứ hai mà Phương muốn giới thiệu cho anh em, đó chính là cái dàn chân chất lượng của con xe này. Heo sau 40 triệu đồng. Trông như thế nào? Đây, mẫu Rambo HRC rất là nổi tiếng của đội Honda HRC.
Và nó tại sao nó lại mắc đến như vậy thì các bạn phải hiểu được một điều là ngoài cái thiết kế chúng ta có độ sắc nét và đẹp nó như thế nào, ngoài ra bên cạnh đó thì cái hiệu năng mà nó mang lại quá tuyệt vời luôn. Và con heo HRC này nó cực kỳ nhỏ gọn luôn, rất là dễ để chúng ta thiết kế vào trong những chiếc xe nhỏ như thế này. Điểm đặc biệt của nó là những cái má phanh của nó, những đồ giữ nè. Đó, các bạn thấy được ha. Và khi mà xe đua họ sử dụng, họ tin tưởng sử dụng con heo này thì các bạn phải biết được là hiệu năng nó mang lại như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ xoay thử coi gọi là cái dàn chân sau nó nhẹ nhàng như thế nào. Đó. Các bạn thấy được rõ ràng con heo 40 triệu được thiết kế cái bát này, nếu mà để được đặt chạy cho cái đĩa sau Rambo Motor 3 thì anh em phải tốn cái bát này khoảng hơn 2 triệu. Và cái bát này chúng ta có thể xoay lên trên, xoay xuống dưới. Xoay xuống dưới thì nó sẽ show heo nhiều hơn. Nhưng mà cái quan trọng là cái cây bô hai thì này nó không có che khuất con heo, cho nên là việc cái xoay lên trên này nó sẽ đảm bảo được cái việc là đất cát nó không có bị bám vào trong cái bố ha, gây hao mòn xước đĩa rất là nguy hiểm. Và đĩa sau Motor 3 sẽ ngốn rồi anh em khoảng 13 triệu cho cái đĩa Motor 3 này. Và tại sao nó mắc như vậy thì anh em phải hiểu một điều là nó là những trong những dòng đĩa Ray, cho nên là cái hiệu năng mà nó mang lại là không thể bàn cãi. Và lúc này thì thật sự thì Phương lúc mà mới gặp con xe này á, xoay cái bánh xe thì Phương đã cảm nhận được là cái độ nhẹ nhàng của nó rồi. Xài heo độ, đĩa Ray, heo Ray, nhưng mà xay nó không khác gì xe zin cả. Và con này á thì nguyên thủy của nó cũng được trang bị hai đĩa các bạn ha. Ấy, một đĩa và cái phiên bản đời từ 2002 hay 2003 hay gì đó thì nó sẽ trang bị hai đĩa. Thì theo Phương tìm hiểu là như vậy. Rồi, đây là cái combo đĩa sau sẽ ngốn anh em khoảng hơn 50 triệu. Chưa tính một chi tiết rất là nhỏ nằm phía trong ẩn phía trong đây đây. Một cái ngắt dầu GB Stanley màu stainless, giá sẽ khoảng rơi vào khoảng 12 triệu rưỡi cho cái ngắt dầu này không. Và anh em thấy được là dây dầu heo ha. Dây dầu ơ nè, được bấm đầu, rất là nhiều đầu ơ. 90 độ có, 45 độ có và nó đảm bảo được cái hiệu năng đập phanh sau. Nhờ một cái chi tiết ban đạp cũng rất là mắc ha. Ở đây thì Phương sẽ đạp thử trước đi, trước khi nói về ban đạp. Anh em thấy được rõ ràng là cái độ nhạy của ban đạp Rambo nó đã cho Phương cái cảm giác là khi chúng ta đạp phanh con xe này rất là an toàn. Đó. Xoay bánh nè. Đây để xoay bánh cho anh em coi thử ha. Đó. Lý do tại sao nó mắc như vậy thì anh em đã hiểu rồi chứ gì. Và đây là ban đạp Rambo vuông. Với cái thiết kế logo lớn như thế này thì con này sẽ ngốn chúng ta khoảng 35 triệu cho con cái ban đạp này. Heo khoảng 40, ben 35, đĩa sau hơn 10 triệu và cái đầu thì mười mấy triệu, anh em tự cộng được rồi ha. Và để bắt được trong con xe này thì chúng ta phải thiết kế những cái chân đẩy ben. Thì cái ban đạp Rambo này nó chỉ có một cái khối như thế này thôi và nó không có chân đẩy ben. Tùy vào mỗi xe chúng ta sẽ thiết kế cái chân đẩy ben này nó dài ngắn khác nhau và tất nhiên vẫn có bắt CNC để mà bắt được cái ban đạp này làm sao để phát huy được cái hiệu quả cao nhất nè. Đó. Rồi, dàn chân sau là hết 70-80 triệu rồi ha. Qua đây Phương sẽ cho anh em coi được cái cây phuộc sau nữa. Một trong những cái dòng phuộc thời điểm hiện tại có thể nói là mắc nhất. Phuộc Nitron từ Anh Quốc ha. Với bát CNC được gắn khắc cái laser và nhuộm cái bát rất là đẹp đây. Phuộc Nitron này là có kích thước dành chân phuộc dành cho Sport luôn. Cho nên là nó chúng ta không cần phải chế gì hết. Và cây phuộc này sẽ ngốn anh em khoảng 40 triệu nữa. Và tại sao nó mắc như vậy thì anh em đã Phương đã chia sẻ về cái thương hiệu này rất là nhiều rồi. Trên Sonic có nè, trên Gazette có, trên Exeter có. Và nó mắc đến như vậy bởi vì hiệu năng, bởi vì thiết kế vẻ đẹp và cuối cùng là nó có thể tùy chỉnh được cái theo cái nhu cầu sử dụng xe của chúng ta. Và bây giờ Phương sẽ xuống xe và nhúng thử cái phuộc Nitron này. Coi là phuộc 40 triệu đồng trên Sibo nhúng như thế nào. Đó. Ha. Zoom lại gần cho anh em thấy rõ được thiết kế phuộc đẹp như thế nào ha. Bình dầu rời các bạn ha. Nhúng quá trời. Rồi ok. Ha, dàn chân sau mấy món linh tinh là hơn ngoài 1 xị triệu rồi ha. Ở đây thì nhôm sinh dĩa này là nhôm sinh dĩa được đặt riêng cho Sibo ha các bạn. Và cái cùi dĩa này thì các bạn thấy được rõ ràng là Phương thấy là cái đĩa này thì nó bao nhiêu răng ta? 43 răng. Đây. 43 răng. Sơn DD. Này chắc khoảng 9 ly. Đó, gọi Phương nghía thử cái cùi dĩa bên đây coi. Đây nè các bạn ha. Các bạn thấy được rõ là cái chân mâm này, carbon này nó được thiết kế cái cùi dĩa. Và cùi dĩa đây thì Phương quan sát có vẻ giống như là cái cùi dĩa của Gia Z. Giống cùi dĩa của Gia.
để Phương tìm hiểu sau rồi sẽ liên hệ cho anh em ha. Bây giờ thì anh em đã thấy được cái bộ nhân sinh dĩa này khoảng cách khoảng 1.000.000 đó. Rồi ok, cái dàn chân sau thì khoảng 140 đi. Ok, cho anh em giá tham khảo thôi, anh em có thể cập nhật giá trên những cái tiệm, trên những cái trang bay của anh Thiện TBT. Thì nếu nào anh em mà chúng ta chưa biết thì anh em có thể gõ Thiện TBT hoặc là Nguyễn Thành Thiện thì các bạn sẽ ra được Facebook của anh Thiện ha. Rồi, cái dàn chân trước nó có gì? Cái dàn chân trước á, nếu như cái heo sau là heo HRC thì heo trước là heo Rambo Moto 3. Và cái mẫu heo này, cái mẫu heo này thì có thể nói là thời điểm hiện tại được anh em chơi rất là nhiều luôn. Ngoài cái độ đẹp thẩm mỹ thì cái hiệu năng của cái mẫu Rambo Moto 3 này mang lại là không thể bàn cãi rồi, mà nó rất sử dụng rất là nhiều tại giải đua MotoGP Moto 3 các bạn ha. Và trong cái hệ thống giải đua Moto 3 thì cái heo này là một trong những cái heo xuất hiện nhiều nhất. Giá con heo này sẽ rơi vào khoảng 35 triệu. Cũng không có hề thua kém thôi heo sau ha. Rồi đây một cái ngắt dầu nữa, 12 triệu rưỡi nữa, là hơn 40 triệu cho cái combo này. Đó, đầu ơ nè. Các bạn thấy tại sao giờ này xuất hiện nhiều đầu ơ? Bởi vì đầu ơ nó sẽ giúp cho cái thế dây nó gọn gàng hơn. Và cái dây dầu ơ này được bấm những cái thiết kế dây nó vừa tầm với lại con chì bo này mà không cần phải chế gì hết. Bên cạnh đó thì anh em thấy được những cái chi tiết nè, bên trong nó làm từ cốt vàng. Đó. Và bắp heo CNC, đĩa trước cũng là đĩa Moto3 luôn. Và đĩa trước sau là một cặp đồng bộ ha. Bây giờ chúng ta sẽ xoay thử coi cái bánh trước của nó nhẹ nhàng như thế nào. Phương kê cái xe này lên chút xíu. Rồi quay nè. Đó, anh em thấy được ha, bánh trước bánh sau cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và đĩa mới, heo mới cho nên là chúng ta vẫn còn nghe được cái tiếng gọi như là ăn với lại cái má bố phía trong. Rất là đã. Và con xe này thì mặc dù là lựa chọn một cặp mâm carbon nhưng mà về cái thiết kế cây mâm thì nó tương tự như cái mẫu zin vậy. Tuy nhiên giá trị của nó là khác một trời một vực các bạn ha. Mâm BST của Mỹ, một trong những cái thương hiệu có thể nói là chuyên sản xuất cái dòng mâm carbon. Và mâm BST này giá hiện tại sẽ rơi vào khoảng 55 triệu cho một cặp mâm 17 inch. Và hồi nãy giờ thì Phương cộng cho anh em cái dàn chân sau khoảng 140 luôn cây phuộc. Cây heo trước khoảng 30 mấy triệu nữa là hết 108, đầu hết 10 triệu, 109, cặp mâm 55 triệu. Đó là 240 mấy triệu rồi ha. Cho cái dàn chân không. Chưa tính vỏ, cái vỏ này thì chắc khoảng 1.000.000 vỏ IRC mã IZ003 chuyên dùng để chạy sân. Và với anh em nào chúng ta đã chạy chắc rất là nhiều thì chúng ta sẽ biết được cặp vỏ này ôm cua cực đã luôn. Một trong những cái cặp vỏ có thể nói là hiện tại giá thành rất là dễ chấp nhận và hiệu năng để chúng ta chạy sân rất là nhiều, rất là tốt ha. Đó là chi tiết cái dàn chân. Bây giờ Phương sẽ nói tiếp về cái dàn ghi đông, coi là chiếc xe này trang bị những cái món đồ chơi giá trị nào. Tay thắng Rambo Rossi hơn 35 triệu. Và chủ nhân của con bo này cũng là chủ nhân của chiếc da dép mà áo vuông Vista, cái dàn chân mâm CNC mà mình đã từng mang đến cho các bạn. Một cặp tay Rambo Rossi với tay bình côn 65 triệu, tay bình thắng 35 triệu. Thì con bo này anh cũng trang bị cái tay côn Rambo Rossi 35 triệu. Nó mắc đến như vậy bởi vì các bạn thấy được là cái độ thẩm mỹ tuyệt vời và cái hiệu năng của nó. Tại sao mà một tay đua danh tiếng như Valentino Rossi sử dụng trên chiếc R1M? Các bạn phải hiểu được một điều là cái tay này nó cực kỳ giá trị và nó là một trong những mẫu mới nhất, xịn sò nhất của Rambo thời điểm hiện tại. Ha, mắc nhất. Đó, hồi nãy thì có dịp chạy thử cái chiếc bo này ngoài đường rồi. Kết hợp cùng với lại heo Moto3, bóp một cái là thắng liền. Nhích nhẹ là thắng, không có cần phải lo lắng cái vấn đề là chúng ta cái dàn chân nó không có được an toàn ha. Cực kỳ đã luôn. Và đó là lý do tại sao Phương hiểu được một điều là những cái món đồ chơi này đến từ Rambo nó mắc đến như vậy. Ở bên tay trái sẽ là tay côn Rambo Avaza Koken. Và cái mẫu này thì sẽ có giá ngoài khoảng 9 triệu ha. Các bạn thấy được rõ là cái tay Koken này là một trong những sản phẩm mà cái công nghệ của Rambo họ đã chuyển giao cho người Nhật để người Nhật họ thiết kế ra những cái mẫu tay côn này. Và cái tay này thì 9 triệu mình chia sẻ cho anh em. Ngoài ra thì ở đằng sau tay các bạn thấy được là nó có những cái khe gió nè, những cái hốc gió như thế này để trên những chiếc mô tô phân khối lớn hay những chiếc xe đua họ sẽ tận dụng những cái này để làm cái việc thiết kế lại cái động lực học cho chiếc xe nó nhanh hơn, nó thoát gió lẹ hơn. Về cầm công tắc thì ở bên tay phải của Phương hầu như là nó chỉ đủ để trang bị những cái
đồ chơi, ví dụ như là tay thắng Rambo và cùm tăng Domino thôi. Ở đây là cùm tăng Domino 1 giây ga các bạn, 2 giây ga nhưng mà đã tháo bước 1 giây rồi. Và chiếc bo này thì nó sử dụng cái bộ chế hòa khí hay còn gọi là bình xăng con á, cho nên là chúng ta chỉ sử dụng 1 giây ga thôi. Nhưng mà về động cơ thì nó rất là đã luôn. Đó, các bạn thấy được rõ ràng là phần đạp một cái là nổ máy liền. Về động cơ con này á, thì zin hết ha, không có trang bị lưỡi gà, không có bình xăng hay bất cứ gì hết. Và đó là lý do tại sao mà đạp một cái nhẹ nhàng là nổ máy liền. Thôi, đang nói tiếp cùm công tắc thì nói cho xong ha. Cái cùm công tắc này bên tay trái thì nó dồn hết hai cái bộ cùm công tắc luôn. Và cùm công tắc lớn như thế này là cùm Domino ốm nè. Anh em hay gọi vậy chứ Phương không biết tại sao lại gọi như vậy, chắc là vậy cho thiết kế của nó gọn hơn cái cùm Domino mập kia một chút xíu. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái cùm Daytona. Thì giá cùm Daytona này là sẽ có hai chức năng on off để tắt mở đèn hoặc là những chức năng phụ thôi. Cùm này thì khoảng 900.000, cùm này thì khoảng 1.7 triệu. Và bao tay thì là bao tay Domino Real ha. Những thiết kế cái đường sọc đỏ của Domino như thế này, ngày xưa cái bao tay này đúng là huyền thoại luôn. Gù bên ngoài thì là gù nhôm CNC thôi. Rồi combo cái dàn ghi đông này, tay bên phải 35 triệu, bên trái 9 triệu 44 cộng với lại cùm tăng và những cái chi tiết nhỏ 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 thì rơi vào khoảng 45 triệu cho cái dàn đầu này. Đó, và tất nhiên chúng ta cũng phải hy sinh một chút xíu để mà khoét nhựa những cái chi tiết từ hai bên nè. Đây, bên này thì đúng là chịu chơi thiệt. Cái tay này nó hơi to cho nên là chúng ta khoét luôn cái phần xi nhan luôn nè các bạn, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều. Anh Thiện khoét quá đẹp, không có bàn cãi được luôn. Đó, rồi ha, dàn chân 250, dàn đầu khoảng 45 nữa. Rồi các bạn hiểu được là tại sao mình nói lúc đầu con bo này hơn nửa tỷ ha. Ok, đó là tất cả chi tiết ở ghi đông. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hai chi tiết giúp cho cái việc, một cái chi tiết giúp cho cái việc chạy nhanh nó đảm bảo an toàn hơn, hiệu năng hơn. Thì anh em có thể zoom lại gần đây nè, qua đây ô lin sườn ha. Ô lin sườn hành trình 120mm xoay như thế nào các bạn. Đó, rõ ràng nhẹ nhiều luôn. Chiếc bo này mã lực hơi bị lớn nha các bạn, mình không nhớ là bao nhiêu nữa, anh em có thể cập nhật giùm mình cũng được. Nhưng mà Phương nhớ hình như mang máng cũng phải là 22-23 gì á mã lực á. Mà hai thì những cái động cơ này tuy là nó mang 120 phân khối thôi, nhưng mà so với lại những chiếc 150 như là Winner hay Setter thì xin thưa với các bạn ra là chỉ có hít khối thôi. Nói thì đụng chạm tới anh em đi ẹt với Winner, nhưng mà thật sự đi ra những con này là chạm không có lại. Con này thật sự chỉ thua của Gia Z thôi, Phương nói thẳng luôn. Tại sao là dám khẳng định như vậy? Thì đã từng ngắm những chiếc ngày xưa đó, thì đã từng có cơ hội được ngắm Sebo chạy sân. Nhưng mà sau đó thì Gia Z ra đời cho nên là nó gần như là thay thế hoàn toàn cái mẫu Sebo này luôn. Nhưng mà đối với những cái tay chơi Sui Sebo thì cái chiếc xe này là bất tử. Không có nói nhiều, nó vẫn đẹp theo đúng nghĩa của nó luôn. Rồi trợ lực này đi liền với đó thì anh em thấy được đây là cái ba ga. Ba ga này thì gắn trên những chiếc Sachi cũng rất là nhiều nè. Và cái hay nhất của bộ trợ lực này là chính là cái việc anh Thiện thiết kế cái bộ vách sườn gắn cái trợ lực này. Chúng ta cặp vô trong sườn không cần phải chế gì hết ha. Đó, các bạn thấy được rõ ràng ha, và khoét nhựa cực kỳ thẩm mỹ luôn. Thích nhất là cặp sườn như thế này, nó không có đưa khoảng không ra ngoài quá vướng vô chân mình. Đó, đã cực kỳ. Rồi, ok. Trợ lực sườn thêm 10 triệu nữa. Ba ga này Phương không biết. Ba ga này không biết giá. Tại vì không có chơi Sebo nên không có gành. Rồi, ok, chia sẻ hết cho anh em về cái chi tiết trên xe rồi đó. Rồi, chia sẻ cho anh em hết về chi tiết dàn đồ chơi rồi. Anh em thấy được rõ ràng là hơn 300 triệu tiền đồ chơi chưa tính xác xe. Thì tại sao mà Phương lại nói con xe này ngốn khoảng nửa tỷ? Thì nghe thì có vẻ nhiều, nhưng mà khi các bạn chơi thì có khó có thể nói được là tiền bao nhiêu cho đủ lắm. Và Phương hy vọng là các bạn là chúng ta đang có sở hữu cái dòng xe này thì các bạn đã có thêm những cái chi tiết đồ chơi để mà tham khảo gắn cho xe mình ha. Và thêm một vài chia sẻ nữa là cái cặp mâm này á thì nó rất là nhẹ bởi vì nó từ carbon, thì ước lượng cặp mâm này Phương nghĩ chắc khoảng vài ký à. Nhưng mà để Phương tìm hiểu được thì Phương sẽ cập nhật cho anh em sau. Rồi, hy vọng là anh em sẽ đóng góp cho cái chủ nhân của chiếc xe này là anh Luân để cái xe này nó hoàn thiện hơn nữa. Và một lần cuối thì Phương muốn cảm ơn anh Thiện cũng như là anh Luân đã cho Phương có cơ hội được trải nghiệm nè, được chia sẻ đồ chơi, được nói tức tần tật về cái mẫu xe huyền thoại này đến cho anh em. Và nếu anh em thấy cảm thấy video này hữu ích thì anh em hãy nhấn nút like, subscribe, bên cạnh đó nhấn chuông để khi có video mới nhất về tất cả những dòng xe độ cũng như là xe mới tại Việt Nam thì Phương và ekip sẽ gửi thông báo trực tiếp cho anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Perfect.